thánh thần thiên địa đụng ơi, không biết ai giống mình đâu nha. Mỗi lần mà mình đi vô mấy cái bãi mà hàng đồ điện tử kiểu vậy nè mọi người, mình coi là mình thấy cái gì mình cũng muốn gửi về hết á. Đặc biệt là từ sau khi mà mình làm vận chuyển á mọi người, là giống y như là gửi hàng Việt Nam đúng không? Là mỗi lần vô mấy cái này á là mình thấy cái gì mình thấy mình cũng muốn gửi về cho nhà mình xài hết á. Mà mình thấy nghe có nhiều bạn ở gần mấy cái chỗ bãi đồ điện tử này nè, mấy bạn hay kiểu hay mua ấy, xong rồi nhờ bên mình đến nhà lấy nè, xong gửi về. Như hôm nay nè cũng có một bạn chỉ cho mình cái bãi này, xong mình vô mình test thử mọi người. Trời ơi, lò vi sóng nè, tủ lạnh, máy giặt mà nó chắc chồng nó luôn mọi người, mà giá nó cũng cực kỳ rẻ nữa, kiểu giống y như là mình vô mình tự nhắm rồi mình tự lựa rồi xong mình tự thanh toán vậy mọi người ơi. Mà phải nói là vô mấy cái chỗ mà bãi điện tử này mình thấy nó đáng đồng tiền lắm luôn nha. Những bạn nào á mà ở Nhật á, mà ở gần mấy bãi này nè, qua đây mình mua về cũng tiết kiệm được kha khá đồ trong nhà mọi người. Và nhà mình, đồ của nhà mình á là hiện tại mình đang sử dụng mình cũng toàn là xinh không à. Còn những bạn nào ở gần á thì mình nghĩ là các bạn qua đây mua nó rẻ hơn là mọi người mua online hoặc mua sang tay á mọi người ơi. Tại vì ở trong đây vậy nè, nó không có nghĩa nó không có điện, mọi người tự mua, mọi người tự test á, mọi người kiểu giống như là mình tự nhắm bằng cái con mắt của mình thấy nó xài được á thì mình mua thôi. Mà nó giá cũng rẻ lắm nha, tủ lạnh, máy giặt cái gì cũng có luôn mọi người. Trời ơi, tự nhiên sao mình nhìn xong cái mình thấy mình muốn mua nhiều cái gì để gửi về cho nhà mình xài lắm luôn ấy. Mà cái bãi này thì nói chung nó cũng nhỏ, nhưng mà được một cái là mình thấy đồ đạc đồ rất là ok nha, nhiều đồ mới lắm mọi người. Đó, như cái máy giặt mình để không đó, hạm có luôn cả cái máy tàu ẩm luôn này mọi người. Nói chung là giống y như là mọi người vào xong rồi mọi người tự chủ động tự tìm kiếm hàng, tự mò nhiều thi nha. Nếu mà chịu khó tìm kiếm môi móc á cũng kiếm được nhiều cái món hời lắm mọi người. Xong mới tự nhiên cái mình nảy ra cái ý á, trời, nếu mà gom mấy cái này mà mang về Việt Nam bán chắc ok lắm mọi người ha. Không biết có ai suy nghĩ giống mình không ha. Thì bên mình á là ngoài cái việc á mà vận chuyển về Việt Nam, là ở nước Nhật á là tụi mình đến trực tiếp nhà mọi người mình lấy luôn. Cho nên mấy cái đồ này nè, mấy bạn muốn gửi Việt Nam đó, bình thường mấy bạn đâu có bưng nổi đâu, đúng không? Các bạn bưng gom nổi đâu, thì bên mình á là sẽ đến trực tiếp nhà của mọi người lấy luôn. Các bạn chỉ việc đóng gói sẵn ở nhà thôi là bên mình đến lấy xong gửi về. Đó, như cái nồi cơm điện mình cầm không? Trời, một ngày ha, chắc mình thấy rất là nhiều bạn gửi về luôn á, nên mình nghĩ là cái nhu cầu ở Việt Nam cũng cao lắm nha. Chưa kể đâu mọi người nha. Tự nhiên xong quay qua thấy cái tủ lạnh này bự chảng luôn. Trời ơi, mà còn mới toanh luôn nè. Test xong cái tự nhiên cái muốn gửi cái tủ lạnh này về Việt Nam ghê luôn. Nhưng mà những cái đồ cồng kềnh bự này thì bên mình buộc phải đi đường biển thôi chứ không có đi đường máy bay được nha.